Các bạn, mình là Hải, mình là chủ của BMW Shop. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà thay thế cái vô lăng zin nguyên bản theo xe BMW F10 độ lên nè. Cái vô lăng M5 F90 phiên bản mới nhất của dòng G series. Ok các bạn. Đây là mình mở từ khi cứ là thế thôi, xe là thế thôi.